Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và đây, các bạn thấy trên bàn Gấu không? À, một đống gà luôn. Nhưng các bạn đã yêu cầu Gấu thì anh ơi làm ASMR đi, anh ơi làm ASMR đi, anh ơi. Đúng là các bạn yêu cầu Gấu làm ASMR rất là nhiều. Và đặc biệt là các bạn thử thách Gấu là anh ơi ăn hết menu của KFC đi. Đối với Gấu là một người là thích ăn uống, cái việc mà ăn cái menu của KFC đó là Gấu phải lựa những món nào Gấu thích thì Gấu mới ăn. Tại sao hôm nay Gấu lại kêu gà rán thì hôm nay thật sự là như mình bị stress á. Khi mà Gấu bị stress hoặc là không vui á thì Gấu sẽ gọi gà rán để Gấu ăn.
Gấu, gấu, gấu. Hả, hả? Nãy em có đặt hai phần cáp xe ở đâu rồi em? Phần cáp xe nào? Anh thấy nó hình cái như phần... hình như là nó trên đây nè đúng không? Anh tính sao đây? Tiền tôi đặt. Còn tiền không cần biết. Nhưng mà cái rồi vậy bên này bên S Channel. Không cần biết. Bên S Channel.